hưởng thụ thế gian làm gì có thể sánh được với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ở chỗ này của chúng ta, phòng ở cũng xem là không tệ. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, cái phòng này không có người nào ở, người đều là cung điện bằng bảy báo. Bên trên chúng ta chỉ họa một số phù điêu thiếp vàng lên trên, đó là loại vàng giấy rất mỏng dán lên một lớp, vậy thôi. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, những đồ vật đó đều thuần là vàng, làm gì chỉ dán lên một lớp mỏng. Bạn xem dưới đất, đất bằng lưu ly. Lưu ly là gì vậy? Hiện tại người thế gian chúng ta gọi là tỷ thúy. Ở trong kinh Phật gọi là lưu ly, ngọc màu xanh, loại quý nhất trong loại ngọc. Đất đai thế giới Tây Phương Cực Lạc là bằng lưu ly, trong suốt, cho nên từ mặt đất có thể nhìn thấu xuống lòng đất. Đó là đất. Vàng ròng làm đất, loại đất đó là để đắp đường. Như chúng ta lót thảm, đắp đường đi, dùng cái gì để đắp vàng ròng? Thì bạn làm sao có thể lưu luyến đối với thế gian này? Vậy thì quá kỳ lạ, không hề có đạo lý này. Ăn uống, bạn thấy trên kinh nói, muốn ăn thứ gì, ý niệm vừa nghĩ thì đồ ăn đã bày ra trước mắt. Đến lúc đó liền sẽ nghĩ, chúng ta không phải là phàm phu nữa, không phải chúng sanh sáu cõi. Cái ý niệm muốn ăn là tập khí ở trong sáu cõi. Khi tập khí khởi lên, nó tự nhiên liền hiện hành. Như giác ngộ thì lập tức không còn nữa, lại biến mất hết, sạch sẽ, tinh khiết. Cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc không có nhà bếp, cũng không có rác rưởi. Bạn nói xem tự tại như nào, cung điện của bạn ở sạch sẽ, tinh khiết, trong đây trống rỗng, không có bất cứ thứ gì. Muốn bất cứ một thứ nào thì thứ đó liền hiện ra, không cần nữa. Không cần thì không còn. Bạn nói xem tự tại cỡ nào, làm gì giống như chúng ta hiện tại đồ vật để lộn xộn rối rắm, từng đống, khi dọn dẹp thì cũng rất phiền phức. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, những hiện tượng này thấy đều không có. Bạn tự nghĩ xem, khi người đã công phu tới rồi, vì sao mà họ không mau đi, họ đi hưởng phước? Cho nên hai thế giới này so sánh ra kém quá xa. Họ có phước báo lớn như vậy, họ không hưởng phước, họ lưu lại ở nơi đây. Đó là xả mình vì người, giúp đỡ một số chúng sanh có duyên mang theo nhiều người cùng đi. Lý do ở ngay chỗ này. Nếu như chính mình không có những duyên phận này, không có duyên phận với chúng sanh, công phu của họ thành tựu rồi, không ai mà không đi sớm hơn.